Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin chuyên đề của truyền hình Hậu Giang. Nội dung đáng chú ý của bản tin hôm nay: công tác chống dịch giai đoạn lây lan cộng đồng tiếp tục gian nan khi bệnh nhân số 0 dần mất dấu. Chính phủ khẳng định quyết tâm và ý nghĩa to lớn qua quyết định công bố dịch trên toàn quốc. Thế giới có hơn 1 triệu ca bệnh, phương Tây kêu thay đổi nhận thức chống dịch, kêu gọi người dân đeo khẩu trang. Trong khi lúc này, Trung Quốc vừa mừng vừa lo về dịch Covid-19. Thưa quý vị, vấn đề liên quan đến quán bar Buddha đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi chỉ sau 10 ngày, nơi đây đã bùng phát nhanh chóng các ca bệnh, trở thành ổ dịch lớn nhất phía Nam. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố vừa tổ chức họp báo, cung cấp thông tin rất đáng lưu ý là trong gần 2.000 trường hợp vừa xét nghiệm để cho ra khỏi khu cách ly tập trung, tức là đã qua 14 ngày, thì cơ quan y tế đã phát hiện 2 trường hợp cho kết quả dương tính COVID-19. Theo đó, 2 người có kết quả dương tính đã được giữ lại, chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Những trường hợp liên quan tiếp xúc gần tiếp tục được giữ lại cách ly và điều tra dịch tễ thêm. Liên quan đến quán bar Buddha ở quận 2, đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 255 người liên quan quán bar, đã ghi nhận 17 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, ca 91 phi công là ca bệnh được phát hiện đầu tiên, nhưng bệnh nhân này lây bệnh từ ai vẫn chưa xác định được. Từ ngày 14 tháng 3 đến nay, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế đã phát đi rất nhiều thông tin, thông báo để người tham gia bữa tiệc ở quán bar Buddha khai báo nhanh, khai báo sớm để kiểm soát nguy cơ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp khai báo trễ, thậm chí cố tình không khai báo, đợi đủ 14 ngày mới khai báo để được xét nghiệm và không bị cách ly. Đối với những trường hợp này, thành phố vừa quyết định vẫn áp dụng thời gian cách ly 14 ngày tiếp theo kể từ ngày vào cách ly tập trung. Vì theo đánh giá, có đến 11 ca mắc COVID-19 ở quán bar Buddha không có triệu chứng. Có người ủ bệnh ngắn ngày, có người ủ bệnh dài ngày, nên cách ly tập trung để tránh nguy cơ cho cộng đồng. Vài ngày qua, đã có nhiều người hết hạn cách ly tập trung phản ứng vì chưa được rời khỏi khu cách ly tập trung. Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, do phải chờ kết quả xét nghiệm đầy đủ 2 lần, trong khi số lượng mẫu xét nghiệm rất lớn, nên để đảm bảo an toàn, một số trường hợp được về nhà chậm từ 1 đến 2 ngày. Hiện nay, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên xét nghiệm cho thành phố là từ 1.000 đến 1.500 mẫu mỗi ngày. Thưa quý vị, Bộ Y tế nhận định giai đoạn này dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng và mất dấu F0, nghĩa là không xác định được đâu là người nhiễm bệnh đầu tiên lây cho cả ổ dịch. Không chỉ có ban quán bar Buddha mà ổ dịch ở bệnh viện Bạch Mai còn phức tạp hơn với nhiều chùm ca bệnh. Việc không tìm được dấu vết của bệnh nhân đầu tiên sẽ gây hệ lụy nào và làm sao phòng dịch? Mời quý vị theo dõi những thông tin vừa tổng hợp. Trong số các ca bệnh COVID-19 mới xuất phát từ bệnh viện Bạch Mai, có bệnh nhân 219 ở Hưng Yên. Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ là đi chăm sóc mẹ chồng ở cùng phòng với bệnh nhân 133 tại khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai. Hiện nay bệnh nhân này không ho, không sốt, không khó thở. Từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 3, bệnh nhân sinh hoạt hoàn toàn bình thường ở cộng đồng. Ngày 2 tháng 4, sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân mắc COVID-19, chính quyền địa phương đã cách ly cả thôn với hơn 1.400 nhân khẩu nơi bệnh nhân sinh sống. Đồng thời, công ty nơi bệnh nhân 219 làm việc phải dừng sản xuất, cách ly toàn bộ công nhân làm việc tại đây, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp tiếp xúc gần. Bệnh nhân 219 là một trong 43 ca bệnh ghi nhận tại khu vực bệnh viện Bạch Mai, nơi có 3 chùm bệnh nhân ở các khu vực gồm khoa thần kinh, trung tâm bệnh nhiệt đới và khu vực nhà ăn bệnh viện do nhân viên công ty Trường Sinh cung cấp. Điều đáng nói ở đây, ai là bệnh nhân đầu tiên trong các chùm bệnh nhân này? Với chùm bệnh ở trung tâm bệnh nhiệt đới, bệnh nhân 87, điều dưỡng được xác định có tiếp xúc gần với đồng nghiệp là bệnh nhân 86. Trước đó, bệnh nhân 86 có đi du lịch, về rồi có biểu hiện bệnh. Sau đó, con gái của bệnh nhân cũng bị lây nhiễm. Tuy nhiên, các chuyến bay hay địa điểm bệnh nhân 86 đi đến đều không có ai dương tính với COVID-19. Ban đầu, sự chú ý tập trung vào nhân viên y tế, nhưng đến nay, 100% mẫu xét nghiệm đều là âm tính. Các chuyên gia dịch tễ lại chuyển hướng điều tra,
cho rằng có cơ sở nguồn lây là người đến thăm bệnh nhân khoa thần kinh. Do khi xét nghiệm thấy rằng bệnh nhân này dương tính yếu, chứng tỏ đã nhiễm virus từ cộng đồng nhiều ngày trước. Đây là nguồn lây có vẻ có lý, nhưng cũng không tìm ra ai lây cho người này. Với chùm ca bệnh tại công ty Trường Sinh, việc tìm ai là ca F0 là càng khó khăn. Những bệnh nhân này làm việc chung và có thể ăn chung. Thời gian làm việc họ tỏa đi khắp các khoa phòng cung cấp nước sôi cho các bệnh nhân. Họ có thể vừa là nguồn lây, vừa bị lây bệnh. Và một nguồn lây nữa vừa được Bộ Y tế chính thức xác nhận là từ những người chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp. Nhưng câu hỏi lại đặt ra, ai là bệnh nhân đầu tiên? Khác với các ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài và được cách ly ngay, các bệnh nhân trong các chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai là lây lan trong cộng đồng, không tìm thấy đủ mối ca bệnh để ngăn chặn lây lan. Và biểu hiện của tình trạng mất dấu các ca số 0 là có thêm nhiều bệnh nhân trong cộng đồng. Những ngày vừa qua, tình hình đúng theo kịch bản, số mắc tăng nhanh, có ngày hàng chục ca bệnh, nhiều ca theo chùm, nhiều người bệnh có thời gian dài ngoài cộng đồng và làm lây lan tiếp. Vậy phòng dịch thế nào khi ca số 0 mất dấu? Trong tình huống này, cơ quan chức năng đã phải làm các biện pháp rất mạnh. Trong đó có việc tạm phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện tuyến cuối chuyên điều trị các bệnh nhân nặng. Đồng thời, xét nghiệm trên 42.000 người từng đến chữa bệnh, chăm sóc thân nhân, thăm người thân, nhân viên y tế có mặt ở Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 đến nay. Các biện pháp này rất mạnh, đang giúp số ca mắc mới phát hiện được tròn 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 4 có giảm so với những ngày trước đó. Trong đó, ổ dịch từ Bạch Mai, theo đánh giá của lãnh đạo thành phố Hà Nội là cơ bản được kiểm soát. Ít ai biết được, từ 2 giờ sáng ngày 28 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã đến làm việc với Bệnh viện Bạch Mai để chuẩn bị cho quyết định phong tỏa sau đó vài giờ. Chỉ trong 3 ngày, Quảng Ninh, Hải Phòng đã xét nghiệm cho 100% người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3. Hà Nội đã rà soát hơn 16.000 người trong diện này và tổ chức xét nghiệm nhanh. Chống dịch như chống giặc là gì vậy? Và có thể dù mất dấu F0, các biện pháp chống dịch đang có hiệu quả bước đầu. Thưa quý khán giả, nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 3 tháng 4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Hậu Giang tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo 8 huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục hoàn thiện kịch bản phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã trình bày kịch bản công tác cách ly và điều trị với từng cấp độ, tùy theo diễn biến của dịch COVID-19 trong tỉnh. Theo đó đã xây dựng 5 tình huống cách ly tập trung gồm: tình huống 1, số lượng cách ly tập trung dưới 500 người. Tình huống 2, số lượng cách ly tập trung từ 500 đến 1.000 người. Tình huống 3, số lượng cách ly tập trung từ 1.000 đến 2.000 người. Tình huống 4, số lượng cách ly tập trung trên 2.000 người. Tình huống 5, xuất hiện ca bệnh khu trú. Đối với công tác điều trị, Sở Y tế tỉnh đưa ra 3 tình huống. Tình huống 1, có từ 1 đến 20 ca bệnh xác định xâm nhập vào địa bàn tỉnh, nơi tiếp nhận điều trị và cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh, nhận sự điều trị là ngành y tế tỉnh. Đối với tình huống này, nguồn lực y tế tỉnh đủ điều kiện cấp cứu, điều trị người bệnh. Tình huống 2, dịch bệnh lây lan từ 20 đến 100 trường hợp, tỉnh sẽ bố trí nơi tiếp nhận là Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy với cơ số 100 giường bệnh. Nhân sự điều trị ngành y tế tỉnh và hội ý, hội chuẩn với các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh nếu có bệnh nặng. Về trang thiết bị, cần bổ sung thêm 18 máy thở, 2 máy X-quang di động và nhiều trang thiết bị khác. Tình huống 3, dịch bệnh lây lan trên 100 trường hợp. Sở Y tế phân loại bệnh nhân để bố trí nơi điều trị được bố trí tại các bệnh viện và trung tâm y tế trong tỉnh. Nếu nặng sẽ chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Sở Y tế Hậu Giang còn trình bày phương án huy động thêm nguồn nhân lực y tế nhằm đối phó với các tình huống. Qua nghe báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục góp ý để ngành y tế tổng hợp xây dựng kịch bản hoàn chỉnh. Sau đó, từng sở ngành địa phương phải xây dựng một kịch bản riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Qua khỏi đỉnh dịch, Trung Quốc lại vừa mừng vừa lo về COVID-19.
COVID-19 đang làm thay đổi nhận thức của Mỹ và châu Âu trong cách phòng dịch. Chuyên gia dự báo về đỉnh dịch của Mỹ và thời điểm kiểm soát được dịch COVID-19. Thưa quý khán giả, theo số liệu thì tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đã hạ nhiệt khi số ca mắc mới và chết giảm đi rất nhiều, đứng hàng thứ tư thế giới trong tổng số 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, nước này lại vừa mừng vừa lo, bởi một bên là các dấu hiệu tích cực từ số ca nhiễm cho tới tình hình sản xuất, một bên là những hoài nghi về tương lai, trong đó có nguy cơ xảy ra làn sóng dịch thứ hai. Số liệu được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính tới 7 giờ sáng nay, 4 tháng 4, Trung Quốc đại lục có thêm 31 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong. Trong khi tổng số ca nhiễm và chết ở nước này là 81.620 và 3.322, Trung Quốc lùi về sau Mỹ, Ý và Tây Ban Nha xét về số ca nhiễm. Trong chuyến thị sát tại tỉnh Chiết Giang hôm 1 tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang chuyển biến đều đặn theo hướng tích cực và rằng đỉnh dịch đã qua đi và tuyên bố ngăn các ca nhiễm nhập từ nước ngoài là ưu tiên hàng đầu trong phản ứng với dịch COVID-19 ở Trung Quốc hiện nay và thậm chí lâu dài hơn. Tuyên bố này cho thấy Trung Quốc vẫn chưa thể hoàn toàn bình an vô sự khỏi dịch COVID-19 dù tình hình đã tốt lên, không thể để xuất hiện sơ hở nào. Thông tin đáng chú ý là huyện Giáp thuộc tỉnh Hà Nam ở miền Trung Trung Quốc tuần này đã bị phong tỏa hoàn toàn và gần 600.000 dân tại đây sẽ phải ở lại trong nhà. Việc phong tỏa một huyện hơn nửa triệu dân là điều bất thường giữa bối cảnh nhiều nơi ở Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại. Điều này cho thấy nguy cơ Trung Quốc đang chuẩn bị đón một làn sóng COVID-19 thứ hai là không thể tránh khỏi, dù sớm hay muộn. Một nhà dịch tễ học tại Đại học Hồng Kông cũng cảnh báo về khả năng lây lan thầm lặng từ phía những người có triệu chứng nhẹ hoặc thậm chí không có triệu chứng. Nếu diễn ra âm thầm, đến khi số ca nhiễm xuất hiện đủ nhiều, Trung Quốc sẽ lại vất vả chống dịch. Và thưa quý khán giả, tính đến sáng ngày 3 tháng 4, số ca tử vong tại Mỹ vì dịch COVID-19 đã lên tới hơn 6.000 người, sau khi nước này ghi nhận số ca tử vong cao nhất tính theo ngày. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm bệnh ở Mỹ là gần 245.000 người, chiếm 1/4 tổng số ca nhiễm trên toàn cầu, và Mỹ vẫn tiếp tục là nước đứng đầu về số ca nhiễm bệnh trên thế giới. Tổng thống Mỹ vừa qua đã thừa nhận, nước Mỹ đang trải qua 2 tuần vô cùng đau đớn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trong khi đó, đà lây lan dịch COVID-19 ở châu Âu cũng đang đi theo chiều hướng hết sức quan ngại, với số ca nhiễm mới và tử vong không ngừng tăng lên từng giờ. Diễn biến này buộc chính phủ của nhiều nước phải liên tục điều chỉnh các chính sách và thắt chặt hơn nữa các biện pháp để kiềm hãm tốc độ lây lan dịch bệnh. Tính đến 7 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Mỹ đã ghi nhận trên 7.000 người tử vong vì COVID-19. Diễn biến này cho thấy bức tranh COVID-19 tại Mỹ đang ngày càng trở nên nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh nước này sắp cạn nguồn máy thở dự trữ. Tại tiểu bang New York, vốn là tâm dịch của Mỹ, số lượng máy thở hiện chỉ còn 2.200 chiếc, đủ dùng thêm cho 6 ngày, trong khi số lượng bệnh nhân nặng không ngừng tăng lên. Mới đây, Bộ Lao động Mỹ thông báo đã có thêm 6.650.000 lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa trên toàn quốc, Mỹ cũng mới thông qua dự luật kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ để chống lại tác động của dịch bệnh. Trong khi đó, các báo cáo số liệu cho thấy châu Âu đã có nước có số ca tử vong vì COVID-19 lên tới trên 1.000 người, gồm Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức. Tại các nước khác trong khu vực, mặc dù tốc độ chậm hơn, nhưng số lượng các ca nhiễm mới và tử vong vẫn không ngừng tăng lên. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chính phủ nhiều nước ở châu Âu đã phải thay đổi quan điểm phòng chống dịch. Khoảng 29 triệu người dân châu Âu giờ đây đã đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Tại Đức và Ý, khẩu trang thậm chí đã trở thành một biểu tượng của thời trang. Từ hôm 30 tháng 3, Áo cũng yêu cầu người dân ở nước này phải đeo khẩu trang khi vào mua hàng trong các siêu thị. Chính phủ Cộng hòa Séc đã hối thúc các nước phương Tây học theo cách phòng bệnh dễ dàng này của người dân ở tâm dịch Trung Quốc, cũng như nhiều nước châu Á khác. Séc và nước láng giềng Slovakia hiện là hai nước châu Âu quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Ngay cả giới chức Mỹ những ngày gần đây đã bắt đầu thay đổi quan điểm về việc khuyến khích người dân đeo khẩu trang đại trà.
cho dù vẫn chưa coi đây là điều bắt buộc đối với mọi người dân khi ra khỏi nhà. Đại dịch Covid-19 bao giờ kết thúc là câu hỏi, hay đúng hơn là sự mong mỏi của người dân trên toàn thế giới trong lúc này, khi hàng ngày phải nghe và xem biết bao con số kinh hoàng về thiệt hại nhân mạng, kinh tế. Mới đây, ông Chung Nam Sơn, trưởng nhóm cố vấn chính phủ Trung Quốc về đại dịch Covid-19 cho rằng có thể kiểm soát dịch vào cuối tháng 4, nhưng bên cạnh đó vẫn còn đưa ra những dự báo thận trọng sắp tới. Theo báo South China Morning Post của Hồng Kông, ông Chung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về các bệnh phổi và hô hấp của Trung Quốc, trưởng nhóm cố vấn về kiểm soát đại dịch Covid-19 cho chính phủ Trung Quốc cho rằng, với việc gọi quốc gia đang áp dụng các biện pháp chống dịch quyết liệt và hiệu quả, tôi tin đại dịch này có thể được kiểm soát vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lo ngại khi hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn về việc liệu dịch bệnh có quay trở lại trong mùa xuân tới hay không, cũng như liệu dịch sẽ biến mất khi thời điểm ấm hơn không, dù hoạt động của virus chắc chắn sẽ giảm bớt ở các mức nhiệt cao hơn. Ông Chung Nam Sơn không nói vì sao ông đưa ra dự đoán này. Song các chuyên gia khác cũng đã đưa ra khoảng thời gian dự đoán diễn biến dịch tương tự, căn cứ trên các diễn tiến mới nhất của dịch tại Mỹ và châu Âu, những nơi đang là tâm điểm của đại dịch Covid-19. Các chuyên gia cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuần này cũng nói đã có những tín hiệu cho thấy dịch bệnh đang ổn định tại châu Âu khi các lệnh phong tỏa áp dụng tháng trước bắt đầu phát huy tác dụng. Tại Mỹ, Viện Đánh giá và Nghiên cứu Y tế tại Đại học Washington cho rằng các bệnh viện ở đây chắc chắn sẽ đối mặt với đỉnh dịch quanh mốc thời gian 20 tháng 4. Khi chưa tìm được thuốc đặc trị hoặc vaccine phòng bệnh, thời điểm nào đạt đỉnh dịch hay virus suy yếu phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Ngoài ra, yếu tố được cho là quan trọng nhất là sự chỉ đạo điều hành của chính quyền mỗi quốc gia, sự hợp tác của người dân trong thực hành các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh, kiềm chế sự lan tỏa của dịch bệnh trong cộng đồng. Biện pháp cách ly xã hội trên tinh thần, ở đâu yên đó, nhà nào ở nhà đó là một trong những giải pháp quan trọng cần sự tuân thủ của người dân trong lúc này. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyên đề ngày hôm nay của Truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.